Dạ, máy làm cỏ Thành Đắk Nông hôm nay xin giới thiệu với bà con anh chị em một chiếc máy làm cỏ đa năng nữa. Con này thì máy Honda, đường dao 6 tấc ạ. Máy này thì bên em đã chỉnh sửa cho phù hợp với cái địa hình Việt Nam hết rồi ạ. Đây, máy 6HP đường dao 6 tấc ạ. Con này thì rất phù hợp với này bà con anh em nào mà làm đất gồ ghề, trồng sen ngã tư, rồi cây cối nó loằng ngoằng á, thì máy này thì nó gọn, rất là gọn, nhỏ nhẹ, luồn lách dễ ạ. Đây, mà cái này á thì máy này á thì chị em phụ nữ cũng dùng được ạ, nhỏ nhẹ, rất là đơn giản, có hai số tới. Rồi giật máy thì máy Honda thì anh chị em thì biết rồi, độ bền rất là tin cậy đấy. Còn về bên em đã chỉnh sửa cho nó phù hợp với cái địa hình Việt Nam mình thì rất là ok. Đây em test máy cho bà con của anh em cùng xem ạ.